X51 Story mến chào quý thính giả. Trong các triều đại vua Việt, có những vị vua trị vì rất lâu như Lý Nhân Tông, Lê Thánh Tông, Tự Đức. Nhưng ở chiều ngược lại, có những vị vua chễm chệ trên bệ rồng chưa được bao lâu, thậm chí là rất ngắn ngủi, như trường hợp Lê Trung Tông thời Tiền Lê, Dục Đức thời Nguyễn, chỉ được 3 ngày. Thân là ngôi cao mà nào có yên chỗ. Người thì bị ám sát mà chết, kẻ thì bị bỏ đói mà đi. Đó là những kết cục hầm hiu của hai ông vua 3 ngày vắn số này. Vua Lê Trung Tông, ngai vàng chưa ấm chỗ đã bị ám sát. Dẫu có tên trong danh sách các vị vua Việt, nhưng sự nghiệp của vua Lê Trung Tông với dân với nước thật chẳng có gì để ghi lại. Xem trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, cho biết vua vốn tên Húy Long Việt, con thứ ba của vua Lê Đại Hành, Lê Hoàn, mẹ là Chi Hậu Diệu Nữ. Một điểm được sử khen ở vua chính là về tính cách, nhưng cũng là một nhược điểm của kẻ ở ngôi cao, tính nhân hậu nhưng không biết làm vua. Sử gia Ngô Sĩ Liên cho hay, vốn Long Việt chính là người được vua Lê Đại Hành để lại di chiếu nhường ngôi, có nghĩa là vua lên ngôi đường đường chính chính đấy. Tuy nhiên, vì trước kia vua Lê Đại Hành dẫu có nhiều con trai, nhưng việc định ngôi thái tử có điều không thuận, nên trước khi mất mới di chiếu lại tên tuổi kẻ kế vị. Có lẽ bởi thế, các con của ông không phục. Việc này, trong Việt Sử Cương Mục Tiết Yếu còn chép lại. Theo đó, con trưởng của vua Đại Hành là Long Châu bị mất sớm. Con thứ là Long Tích đáng được lập, nhưng con thứ năm là Long Đĩnh, Lê Ngọa triều sau này, xin làm thái tử, vua định cho. Tuy nhiên vì các quan trong triều can việc ấy trái lễ nên đành dừng. Mùa xuân năm Giáp Thìn, tức năm 1004, vua Lê Đại Hành lập Nam Phong Vương Long Việt làm thái tử. Đến khi vua mất tháng 3 năm Ất Tỵ, tức năm 1005, các con của vua quá cố mạnh ai nấy nổi dậy tranh đoạt ngai vàng với nhau, như sách trên còn ghi, Đông Thành Vương Ngân Tích, Trung Quốc Vương Long Kính, Khai Minh Vương Long Đĩnh đều nổi loạn, thái tử không được lên ngôi, kéo dài đến 8 tháng, trong nước không có chủ. Cái việc anh em tranh đoạt ngôi vua sau khi cha chết, bị Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca phê phán. Đoàn con đích thứ tranh nhau, để cho cốt nhục thành cừu bởi ai. Phải đến tháng 10 năm ấy, Long Việt mới lên ngôi được. Nhưng ngồi ngai vàng làm vua nhà Tiền Lê, Lê Trung Tông chưa kịp làm được việc gì cho xứng với chức phận thay trời hành đạo, thì đã bị em mình là Long Đĩnh sai kẻ ám hại. Việc Lê Trung Tông bị Lê Long Đĩnh giết diễn ra như thế nào? Theo toàn thư ghi ta được biết, sau Long Đĩnh sai bọn trộm cướp đêm trèo tường vào cung giết Trung Tông. Sau này thời Pháp thuộc, khi viết sử nước Nam ta với cuốn Đại Nam Quốc Lược Sử, Alfred Schreiner ghi thế này, lại, qua ngày thứ ba sau khi lên ngôi, người bị mấy ông hoàng đó cho quân hoang giết đi. Trong chuyện gọi là Lê Trung Tông, thực tế diễn ra, chính là theo lời toàn thư đấy, mà Lê Long Đĩnh ở đây là em một mẹ với Lê Trung Tông nữa. Thế mới thấy quyền lực, làm cho huynh đệ quên cả tình cốt nhục. Viết về việc này, Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca còn để lại đôi câu nói về việc ám sát vua như sau. Trung Tông vừa mới nối đời, cấm đình thoát đã có người xính hung. Vua Dục Đức, phận làm vua hầm hiu nhất lịch sử Việt Nam. Vốn vua Dục Đức không phải là con ruột của tiên quân Tự Đức, bởi vua Tự Đức không có con. Trong Nguyễn Phúc Tộc Thế Phả khi viết về tiểu sử của vị vua ba ngày này, có cho biết chi tiết về gia thế của ông. Theo đó Dục Đức vốn tên Ưng Công, là con thứ hai của Thụy Thái Vương Nguyễn Phúc Hồng Y, mẹ là đệ nhất phủ thiếp Trần Thị Nga. Vì vua Tự Đức không có con nên năm Ưng Công 17 tuổi được chọn làm dưỡng tử và đổi tên thành Ưng Chân. Ngoài Ưng Chân, vua còn có hai người con nuôi khác là Kiên Giang Quận Công Chánh Mông và Dưỡng Thiện. Trở thành con nuôi của vua, năm Canh Ngọ, tức năm 1870, vua cho xây Dục Đức đường để làm nơi cho Ưng Chân ở, học hành và chọn làm hoàng trưởng tử. Sau này khi làm vua, ông được gọi là Dục Đức xuất phát từ nơi ở của mình. Năm Quý Mùi, tức năm 1883, vua Tự Đức ốm sắp mất, vấn đề người kế vị được đặt ra. Việt Nam Sử Lược cho hay rằng vua Tự Đức chọn Ưng Chân làm người kế vị, nhưng trong di chiếu cũng dăn trước những thói xấu của Ưng Chân để biết mà tu tâm dưỡng tính. Di chiếu đó theo Nguyễn Phúc Tộc Thế Phả ghi lại, có đoạn viết, đàn vi hữu mục tật, bí nhi bất tuyên, cửu khủng bất minh, tình phả hiếu, dâm diệt đại bất thiện, vị tất năng đương đại sử. Quốc hữu trưởng quân xã Tắc Chi Phúc, xả thử hà dĩ tai, dịch nghĩa là nhưng vì có tật ở mắt nên hành vi mờ ám sợ sau này thiếu sáng suốt, tính lại hiếu dâm cũng là điều chẳng tốt chưa chắc đã đảm đương được việc lớn. Nước có vua lớn tuổi là điều may cho xã Tắc, nếu bỏ đi thì biết làm sao đây. Lại để giúp vua mới, ba vị đại thần Trần Tiến Thành, Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết được cử làm phụ chính đại thần. Hôm ấy nhằm ngày 14 tháng 6 năm Quý Mùi, tức năm 1883, hai ngày sau vua Tự Đức băng. Trước khi lễ tấn tôn được thực hiện một ngày, Ưng Chân họp quần thần ở Điện Quang Minh đề nghị bỏ đoạn trên trong di chiếu, nhưng không được chấp thuận. Ngày 19 tháng 6 lễ tấn tôn được thực hiện,
quan Trần tiến thành đọc di chiếu, nhưng đến đoạn trên thì đọc nhỏ lại, bị Tôn Thất Thuyết đàn hặc, cử tham chi Nguyễn Trọng Hợp đọc lại. Còn vua Dục Đức thì bị kết ba tội và dâng lên lưỡng cung, Từ Dũ Thái Hoàng Thái Hậu và Lệ Thiên Anh Hoàng Hậu, muốn sửa di chiếu, có đại tang mà mặc áo màu, hư hỏng chơi bời. Ba ngày sau, Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết tuyên bố phế bỏ Dục Đức theo chiếu của lưỡng cung. Vậy là Dục Đức ở ngôi mới được ba ngày, chưa kịp thể hiện uy quyền của kẻ ngôi cao, thì đã bị hạ bệ. Nhưng nhiệt hơn, phận ông rẽ theo nẻo khác. Sau khi bị phế, lịch sử Việt Nam, quyển 4 chép. Từ vua Tự Đức đến quốc trường Bảo Đại 1949 có cho hay ông bị đưa về Dục Đức Đường, không phải là đưa về nơi ở của mình, mà bị giam lại ở đó. Triều thần vì sợ uy quyền của Thuyết, Tường không dám ý kiến. Chỉ có ngự sử Phan Đình Phùng can ngăn, tự quân chưa có tội gì, mà làm sự phế lập như thế, sao phải lẽ. Nhưng lời quan ngự sử nào bằng quan phụ chính, thế nên họ Phan bị bắt giam, cách chức rồi đuổi về quê. Lại về phần Dục Đức, dù trở về nơi ở của mình, nhưng đó giờ đây lại chính là nhà tù giam giữ ông. Sau Dục Đức bị đem sang giam tại Thái Y Viện rồi đưa vào giam tại Ngục Thất Phủ Thừa Thiên. Từng làm vua ba ngày nhưng bị hạch tội ngay từ bui lên ngôi, giờ đây Dục Đức bị bỏ đói đến chết. Ngày ông mất, nhằm ngày 6 tháng 9 năm Giáp Thân, tức năm 1884, khi tuổi mới 32. Sau khi mất, thi hài của vua Dục Đức được gói trong một chiếc chiếu, do hai người lính và một viên quyền suất đội gánh đi chôn. Trên đường đi, chiếc quan tài bằng chiếu này bị đứt dây rơi xuống cạnh một khe nước cạn ở đầu làng An Cửu. Một người lính chạy vào chùa Tường Quang mời ni sư trụ trì ra xử lý vụ việc. Mọi người nhất trí chọn nơi chiếc quan tài rơi xuống làm nơi yên nghỉ của vua vì cho rằng đó là đất thiên táng, và chôn cất qua loa cho xong chuyện. Ba ngày sau, vợ con của nhà vua mới được thông báo để làm lễ chịu tang. Nấm mộ đất cạnh khe nước cạn, lại không người chăm sóc nên nhanh chóng tàn lụi. Năm 1889, con trai của vua Dục Đức là Nguyễn Phúc Bửu Lân được đưa lên làm vua, lấy niên hiệu là Thành Thái. Theo chỉ dẫn của những người am tường sự việc, vua Thành Thái đã tìm được nơi chôn cất thi hài của vua cha và cho xây dựng lăng mộ ngay tại mảnh đất thiên táng này. Lăng xây xong vào đầu năm 1890, đặt tên là An Lăng, nhưng chưa có điện thờ. Mọi nghi lễ thờ cúng vua Dục Đức đều được tổ chức ở chùa Tường Quang cách đó 200m. Năm 1899, vua Thành Thái cho xây thiên điện Long Ân bên phải lăng mộ để làm nơi thờ cúng vua Dục Đức cùng các công trình phụ trợ. Sau khi bà Từ Minh, chính phi của vua Dục Đức, tạ thế, triều đình mai táng thi hài của bà bên phải mộ vua Dục Đức. Năm 1892, vua Thành Thái truy tôn Dục Đức là cung tông Huệ Hoàng đế. Tuy nhiên, do vua Dục Đức bị phế truất, nên linh vị của ông không được đưa vào thờ trong thế tổ miếu ở Đại Nội Huế như các vị vua Nguyễn khác. Biết làm vua phận hầm hiu như thế, hẳn Ưng Chân chẳng ham ngay từ đầu. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.